Bài suy niệm Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh năm C, trích sách Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 13 từ câu 31 đến câu 35. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: Giờ đây con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy. Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy. Nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái: Nơi tôi đi, các người không thể đến được. Bây giờ Thầy cũng nói với anh em như vậy. Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Giới răn yêu thương. Bài Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta giới răn quan trọng nhất trong đạo Kitô giáo, đó là mến Chúa, yêu người. Tin Mừng kể lại Chúa Giêsu đang cùng ăn bữa tối sau cùng với các môn đệ. Sau bữa tiệc này, Chúa Giêsu sẽ đi vào khổ nạn và cái chết, và không còn cơ hội để đồng bàn với các môn đệ nữa. Đây là giây phút cảm động nhất về tình thầy trò. Giây phút gợi bao kỷ niệm về những năm tháng thầy trò sát cánh bên nhau. Kỷ niệm của những lần bôn ba trên bước đường rao giảng Tin Mừng. Hôm nay, trong giây phút ly biệt này, có thể nói Chúa Giêsu đã để lại một gia sản vô giá cho các môn đệ của mình, là giới răn yêu thương nhau. Khi nói giới răn mới, Chúa Giêsu có ý muốn hoàn thiện giới răn cũ do Môsê đã lập. Như chính Chúa Giêsu đã xác định, quả thế, lời luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Gioan chương 1 câu 17. Điều đặc biệt nơi giới răn mới của Chúa Giêsu, đó là Ngài không hề đòi buộc các môn đệ phải làm gì cho Chúa, mà chỉ đòi hỏi các đồ đệ yêu thương nhau. Và tiêu chuẩn để xác định tình yêu của các môn đệ Đức Kitô là: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Điều quan trọng nơi giới răn mới chính là việc các môn đệ của Đức Kitô phải có lòng yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương họ. Chúa Giêsu đã đưa ra một tiêu chuẩn, một thước đo, một khuôn mẫu và là cùng đích tối hậu của tình yêu thương. Chính Chúa Giêsu đã đi qua những bước trước đó để các môn đệ noi gương. Bằng việc Ngài rửa chân cho các môn đệ, một hành động muốn dạy chúng ta rằng muốn yêu thương người khác thì trước hết phải biết đón nhận họ và hạ mình trong tư thế phục vụ họ. Cũng bằng việc trao cho Giuđa tấm bánh thánh thể, Chúa Giêsu muốn dạy rằng tình yêu thương không bị giới hạn vào một loại đối tượng nào và không được loại trừ bất cứ ai, nhưng luôn luôn hết mực tôn trọng tự do của người khác một cách đúng đắn. Tình yêu thương giữa các môn đệ với nhau phải thể hiện cách cụ thể như Đức Giêsu đã thực hiện. Giới răn yêu thương nơi môn đệ Chúa Giêsu không phải là những lời nói suông, nhưng là những hành vi thiết thực bằng một lòng khiêm hạ và tinh thần phục vụ như Ngài. Người môn đệ Chúa Giêsu không được quên lời Ngài dặn: không có tình yêu nào lớn hơn là tình yêu thí mạng mình cho kẻ mình yêu thương. Gioan chương 15 câu 13. Vì thế, yêu thương như Chúa Giêsu chính là thí mạng cho người mình yêu thương. Dấn thân không thôi chưa đủ, cần phải đón nhận tình yêu ấy như một quà tặng từ Ngài. Do đó, chúng ta phải cầu xin, vì nếu không thì giới răn yêu thương trở thành một sứ mạng không thể thực hiện. Ngày hôm nay,
Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta một điều chỉnh vô cùng cần thiết. Ngài nói với chúng ta rằng tình yêu ấy là một dấu hiệu giúp người khác nhận ra người Kitô hữu, dấu hiệu cho thế gian biết rằng chúng ta là môn đệ của Ngài, chính là tình yêu mà chúng ta dành cho nhau. Nếu không có điều đó, chúng ta sẽ đưa ra một hình ảnh lệch lạc về đức tin và hội thánh của chúng ta. Đời sống của chúng ta sẽ trở thành một phản chứng về những gì chúng ta tuyên xưng.